Tôi luôn tự hỏi, nếu thế giới loài người chúng ta không có tình yêu, cuộc sống hiện giờ sẽ ra sao và trái đất này sẽ vận hành theo phương thức như nào? Tôi với các bạn sẽ có cuộc sống như nào? Và thật may chúng ta là cho thời điểm hiện tại, tình yêu đã luôn tồn tại và là động lực của mọi sự phát triển, những gì tốt đẹp nhất, đẹp đẽ nhất, cũng như là hàn gắn những vết thương của chiến tranh, thiên tai và dịch bệnh. Tình yêu cũng giúp cho chúng ta duy trì sự tồn vong của thế giới loài người. Nhưng các bạn biết đó, cuộc sống của chúng ta không chỉ có bao bọc xung quanh và tồn tại mỗi tình yêu mà còn có rất nhiều những yếu tố khác. Giống như là sự nghiệp của chúng ta, con người cũng như sự phát triển của cộng đồng và xã hội. Nói đến sự nghiệp thì có một cái chủ đề mà tưởng chừng như không có mối liên quan mật thiết nào với nhau nhưng lại là hình ảnh mang nhiều những ý niệm tương đồng, đó là niềm đam mê. Cái điều mà các bạn đã hàng ngày phải suy nghĩ về nó, đặt câu hỏi về nó trong những cái khoảnh khắc quyết định cuộc đời các bạn. Có hàng hà sa số những câu hỏi chúng ta là ai? Chúng ta muốn làm gì và cái đam mê của bản thân chúng ta là gì? Cái công việc mà chúng ta muốn làm đó có thực sự là cái niềm đam mê của bản thân các bạn muốn theo đuổi suốt cả cuộc đời các bạn hay không? Vâng, xin chào các bạn. Tôi là Bùi Thanh Tâm. Tôi là họa sĩ tự do với 25 làm nghề. Tôi đến đây để chia sẻ với các bạn rằng là tôi cũng như rất nhiều những người ngoài kia và các bạn không hề cô đơn. Như vậy, khi đứng trước những câu hỏi, những sự chọn lựa đầy khó khăn của bản thân mỗi chúng ta để giải đáp được nó và đưa ra được cái quyết định cuối cùng, các bạn phải đối mặt và giải quyết nó như nào? Quả thật đây là câu hỏi khó và tôi tin chắc rằng là không có một cái đáp án hay là một công thức cụ thể nào dạy cho chúng ta là cách chúng ta tìm hiểu bản thân chúng ta hay là tìm thấy niềm đam mê của bản thân mỗi chúng ta. Tuy nhiên, đừng hững hụt. Hãy để tôi xin phép được kể một câu chuyện của tôi khi mà tôi cũng trạc tuổi như các bạn. Vào thời điểm lúc bấy giờ, tôi đã chọn đi theo con đường của cuộc đời mình bằng niềm đam mê, nhưng tôi đã hoàn toàn chọn nó theo cả lý trí và cảm xúc, chứ không đơn thuần là chỉ đi theo tiếng gọi của bản thân, của cảm xúc của bản thân. Nhưng mà lý trí và cảm xúc thì liên quan như thế nào với đam mê? Tôi nghĩ hẳn trong số tất cả các bạn ở đây đều đã từng nghe qua câu thành ngữ biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, phải không ạ? Và khi mà chúng ta đứng trước sự lựa chọn cho bản thân của mỗi chúng ta, cụ thể ở đây là chúng ta sẽ tìm ra con đường mà chúng ta muốn đi hay là cái công việc mà chúng ta muốn theo đuổi cho suốt cuộc đời mình, cũng giống như là cái việc mà chúng ta tìm hiểu được cái bản thân mình mong muốn điều gì. Thì trước tiên các bạn hãy biết người. Biết người ở đây có nghĩa là gì ạ? Biết người ở đây có nghĩa là biết được cái bản chất của cái công việc mà các bạn định muốn làm, hay là cái công việc đó đòi hỏi những cái tố chất gì, cũng như những cái khó khăn thử thách của nó ra sao, và những cái thuận lợi nó phát triển như thế nào trong tương lai. Sau khi mà đã hiểu được các vấn đề mà chúng ta cần tìm hiểu, cũng giống như là việc mà các bạn muốn biết về cái đối phương mà mình muốn theo đuổi hay là muốn chinh phục, thì các bạn phải biết ta. Biết ta đấy có nghĩa là hãy đặt câu hỏi ngược lại cho chính bản thân chúng ta. Ta là ai? Ta muốn làm gì? Và ta thực sự có đủ năng lực để theo đuổi cái việc đó hay không? Hay là ta chỉ có dám cam kết với bản thân chúng ta? Một điều nữa là chúng ta có dám cam kết bản thân chúng ta là ta sẽ kiên trì bám đuổi theo cái mà chúng ta niềm đam mê chúng ta đó hay không? Và cái chính là những cái sự theo đuổi, trau dồi kiến thức mà các bạn còn thiếu trong sự nghiệp các bạn hay không? Cũng giống như khi chúng ta yêu vậy. Khi mà chúng ta yêu ấy, một chàng trai hay yêu một cô gái, chúng ta phải hiểu được người đó có cái sở thích như nào, cái tính cách như thế nào. Và hiểu hơn về người đó, người đó có cái ước muốn ra sao, cái người đó muốn gì và hoài bão người đó như thế nào. Sau khi mình đã hiểu được người đó rồi thì mình sẽ phải tự vấn lại bản thân mình là mình đã thực sự có yêu người đó hay không, hay là chỉ một chút thoáng qua thích thích cảm nắng như thế mà thôi. Và quan trọng hơn ấy là các bạn có đồng cảm và có thể đi với người đó hết cái cuộc đời của các bạn hay không. Cũng giống như một điều đặc biệt hơn nữa là dám hy sinh vì người đó hay không. Cái mà hành trình để đưa ra sự chọn lựa của tôi nó cũng vô tình và ngẫu nhiên, tuy nhiên là nó không hề đơn giản. Ngày bé, khi thì tôi muốn trở thành một võ sĩ, lúc thì tôi muốn trở thành một họa sĩ. Tôi chọn hội họa bởi vì là tôi coi nó như là một mối tình đầu của mình.
Trong cái thời điểm đó thì tôi đã vô tình được tiếp xúc với rất nhiều những loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian khác nhau, giống như là thơ ca, tượng cổ, cũng như là các loại hình sân khấu, ca kịch, múa rối và hát chèo. Sau này khi lớn hơn một chút thì tôi đã có điều kiện đi chu du nhiều nơi, đến viếng thăm các công trình di tích lịch sử cũng như là các đền đài. Ở đó thì tôi được chiêm ngưỡng những cái tác phẩm điêu khắc, bức chạm lộng hay là những cái phù điêu mang đậm những cái hơi thở văn hóa dân gian Việt. Và qua những cái thời gian đó, những cái phút giây mà tôi được trải qua, được trải nghiệm, nó ngấm vào con người tôi từ khi nào không hay. Tôi gọi cái hội họa là mối tình đầu bởi vì là tôi có thể vẽ ở mọi lúc, mọi nơi. Và chỉ có vẽ mới làm tôi thỏa mãn tất cả những cái trí tưởng tượng cho con người mình. Vâng, chính những cái khoảnh khắc, phút giây đó thì tôi ngỡ rằng là mình đã sống trong cái hội họa từ khi nào rồi, rất lâu rồi. Và khi mà chúng ta đã hiểu được cái bản thân chúng ta khao khát điều gì, muốn làm gì, cũng giống như là các bạn đã hiểu được là cái tình cảm các bạn dành cho người đó như thế nào, thì chúng ta hãy sống với tình yêu đó, thắp sáng nó như một ngọn lửa luôn cháy ở trong bản thân mỗi chúng ta. Tuy nhiên, như các bạn cũng đã biết, đã là con đường ấy, thì không bao giờ bằng phẳng. Và đã là con người chúng ta thì không bao giờ tránh được có những cái lúc khó khăn, gian khổ trong suốt cuộc đời chúng ta. Và tình yêu cũng vậy. Có những lúc chúng ta buồn, có những lúc đau khổ và có cả sự thất bại. Thì hành trình mà đến với cái trường đại học mỹ thuật của tôi nó cũng không hề đơn giản và trơn tru bằng phẳng gì cả. Tôi phải mất 3 năm để thi trượt mới có thể thi đỗ vào trường đại học mỹ thuật Việt Nam. Cho đến năm thứ tư đại học mỹ thuật Việt Nam, tôi có tham dự tranh đi gửi triển lãm toàn quốc và tác phẩm của tôi đã bị loại bởi vì nó không đủ tiêu chuẩn để trưng bày trong triển lãm. Và chính cái khoảnh khắc mà tôi vô tình được trông thấy cái đứa con tinh thần của mình ấy bị khênh bỏ thì tôi đã bị sốc và tôi ngỡ rằng là mình như nhìn thấy chính bản thân mình bị khênh vào nhà xác. Quả thật đây là một nỗi buồn đầu đời mà rất là đáng nhớ với tôi. Tuy nhiên tôi lại rất là cảm ơn cái khoảnh khắc đó, bởi vì qua cái việc đó tôi mới ngộ ra rất là nhiều điều. Tôi ngộ ra rằng là chính cái thành tích mà là một trong ba đại diện của Đông Nam Á lọt vào triển lãm quốc tế của 2 năm về trước ấy, nó không minh chứng cho tôi một cái điều gì về bản thân mình cả. Tôi còn quá nhiều điều phải học hỏi, quá nhiều điều phải trải nghiệm để cho cái sự nghiệp của tôi được vững vàng hơn. Tôi đã làm rất là nhiều nghề để nuôi dưỡng cái ước mơ của bản thân mình, niềm đam mê của bản thân mình. Từ việc là đi chép tranh cho đến đi vẽ tranh tường, cũng như làm minh họa báo hay là viết chuyện cười cho thiếu nhi. Có cả những cái việc mà tôi đã từng làm, đó là đi làm vệ sĩ cho các cô ca sĩ đi hát phòng trà quán bar thời bấy giờ. Và tất cả những cái việc đó đều cho chúng ta thấy rằng là con đường đi nó không bao giờ bằng phẳng. Và tôi đã có thể, các bạn biết đấy, tôi có thể rất là lản lòng và quá khó khăn, nhưng mà tôi không hề từ bỏ ý chí và tôi đã luôn luôn từng ngày một cố gắng cái bản thân tôi để tôi có thể chạm đến cái ước mơ cuộc đời tôi gần hơn. Qua cái câu chuyện nhỏ này, có một điều cốt lõi mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là dù chúng ta là ai, chúng ta đã có thành tích và được mọi người nhìn nhận hay là công nhận chúng ta hay chưa, chúng ta không được ngủ quên ở trên hiện tại. Chúng ta khi gặp đối mặt với lại những cái thất bại khó khăn, chúng ta không được bi quan hoặc là lản lòng. Có một câu nói mà tôi rất là tâm đắc ấy, đó là nếu bạn chưa từng thất bại, bạn chưa từng nỗ lực để thành công. Và thay bằng vì khi chúng ta đối diện với thất bại, chúng ta tự trách bản thân ta và nghi ngờ bản thân mình, thì các bạn hãy đối diện với chính bản thân mình và đặt giúp tôi 2 câu hỏi. Một này, là các bạn đã đủ kiến thức và năng lực để triển khai công việc đó hay chưa? 2 là các bạn đã tối ưu hóa, phát huy hết tiềm năng của con người các bạn hay chưa? Tối ưu hóa công việc đó hay chưa? Thế tại sao mình lại phải mất cái thời gian để đặt câu hỏi và tìm câu trả lời? Tôi hy vọng là các bạn hiểu rằng là con người chúng ta là không hoàn hảo.
và muốn tiếp tục có những cái sự tiếp bước phát triển và đi về phía trước ấy, thì đòi hỏi chúng ta luôn luôn phải nỗ lực và không ngừng học hỏi làm mới bản thân mình, hay là trau dồi những cái tinh hoa mới của thế giới. Cũng giống như là việc chúng ta không ngừng nỗ lực và cố gắng. Như khi các bạn đã được yêu vậy. Khi mà người đó mà đã cho các bạn một cái vị trí ở trong tim các bạn rồi, thì không có nghĩa là các bạn quên đi cái nghĩa vụ hàng ngày các bạn phải chăm sóc và chinh phục người đó mỗi ngày. Quên đi cái nghĩa vụ là làm cho người ta thấy được cái niềm tin yêu của các bạn, sự chân thành của các bạn. Và đam mê cũng như thế. Theo đuổi đam mê và nuôi dưỡng trái tim, nuôi dưỡng tình yêu cũng cần có những cái điều mà chúng ta phải làm mới bản thân, luôn luôn cố gắng nỗ lực không ngừng và xây dựng vun đắp cho nó, mới có thể hoàn thành được cái mục tiêu của cuộc đời chúng ta. Đó là cái gì? Đó là có một cái sự nghiệp thành công và có một cái cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Cái bản chất của đam mê ấy, nó không quá khó và nó không phù phiếm để chúng ta hình dung như đại đa số các bạn vẫn nghĩ. Nếu mà các bạn thấy nó quá khó để hình dung về đam mê, các bạn hãy nghĩ đến tình yêu và cái hạnh phúc song hành cùng với nó. Khi mà chúng ta yêu ấy, thì chúng ta cũng phải mất thời gian, dành thời gian về nó để tìm hiểu, vun đắp và xây dựng cũng như là cố gắng nỗ lực vì nó. Và niềm đam mê cũng thế mà thôi. Thế tại sao tôi lại hay so sánh giữa đam mê và tình yêu? Bởi vì các bạn ạ, khi mà chúng ta sống với đam mê hay là sống với tình yêu, thì tất cả những cái điều đó đều cho các bạn một cái niềm hạnh phúc không có gì có thể tả được. Và hạnh phúc là mục tiêu cho cả một cái hành trình. Và tất cả những cái điểm đó, khi mà chúng ta đã từng trải qua, được trải nghiệm nó, sống với nó, tận hưởng với nó, thì các bạn sẽ cho các bạn một cái trải nghiệm, kể cả là khi các bạn thất bại hay các bạn thành công, cũng đều cho các bạn một cái niềm hạnh phúc nhất định nào đó. Và khi các bạn trẻ, khi các bạn còn trẻ, các bạn hãy biết người biết ta và mạnh dạn đưa ra cái sự lựa chọn của bản thân mình. Hãy sống với đam mê, không ngại khó khăn và nỗ lực hết mình các bạn nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn.